Xin chào các em, hôm nay chị Thảo Trắng sẽ quay lại bài học và chị Thảo Trắng rất là vui khi các em có thể theo dõi bài học của chị Thảo Trắng đến tận bây giờ. Và hôm nay chị Thảo Trắng sẽ hướng dẫn các em vẽ ngôi nhà bằng công cụ đường và ma thuật. Đây là ngôi nhà mà chị Thảo Trắng đã vẽ trước đó. Và bây giờ chị Thảo Trắng sẽ hướng dẫn các em làm lại từng thao tác để vẽ được một ngôi nhà như thế này nha. Bây giờ chị Thảo Trắng sẽ tạo một trang mới vào mới này. Rồi chị Thảo Trắng sẽ chọn nền màu trắng. Rồi bây giờ để vẽ được ngôi nhà, chị Thảo Trắng sẽ vẽ khung của ngôi nhà. Khung của ngôi nhà chị Thảo Trắng sẽ vẽ bằng hình chữ nhật hoặc là hình vuông tùy các em nha. Chị Thảo Trắng sẽ vẽ hình chữ nhật nha. Chị Thảo Trắng sẽ chọn đường này, chọn màu đen và chọn chỗ nhỏ nhất. Chị Thảo Trắng sẽ kẽ đường thẳng thứ nhất. Chị Thảo Trắng sẽ rê chuột và giống sao cho đường thẳng thẳng hàng với con trỏ chuột. Rồi tiếp theo chị Thảo Trắng sẽ từ điểm góc này, chị Thảo Trắng sẽ vẽ đường ngang và thẳng hàng nha, đường không có bị nét đứt này. Rồi thẳng con chuột, chị Thảo Trắng sẽ ngã chuột ra. Rồi tiếp từ điểm này, chị Thảo Trắng sẽ vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng đối diện nó. Rồi từ điểm này, chị Thảo Trắng sẽ nối lại tạo thành khung của ngôi nhà. Tiếp theo chị Thảo Trắng sẽ vẽ cái mái của ngôi nhà. Mái của ngôi nhà thì có hình tam giác đúng không? Rồi chị Thảo Trắng sẽ vẽ mái của ngôi nhà ở đây. Rồi cái đỉnh của ngôi nhà đây. Rồi chị Thảo Trắng lại hạ xuống này ở đây. Rồi chị Thảo Trắng sẽ nối cái khung nhà với cái mái này thẳng hàng nha. Rồi tiếp này, rồi con thẳng hàng rồi chị Thảo Trắng phải hoàn tất lại này. Khi nào thẳng hàng rồi hãy thả chuột ra nha. Nếu các em vẽ chưa được thẳng hàng lắm thì có thể vẽ đi vẽ lại nhiều lần cho quen tay nha. Trắng sẽ nối tiếp cái mái nhà này. Rồi nối. Rồi chị Thảo Trắng sẽ bắt đầu xóa những nét thừa đi nha. Chị Thảo Trắng sẽ chọn công cụ xóa nhỏ nhất này, xóa mấy nét thừa này đi, đúng chưa? Đấy, đây là những nét không cần thiết. Ở bên này nữa để cho bản vẽ chúng ta trông đẹp hơn. Rồi rồi giờ các em thấy là ngôi nhà hình chữ nhật này có mái tam giác này, chị Thảo Trắng đã vẽ hoàn thành rồi đúng không? Rồi giờ chị Thảo Trắng sẽ vẽ cái mái hiên của ngôi nhà nha. Nó sẽ là một đường xéo như thế này. Đây mái hiên này, đường thứ hai là song song với đường thứ nhất. Rồi mái hiên của ngôi nhà này. Nó sẽ có độ cao đúng không? Mái hiên của ngôi nhà sẽ có một độ cao đó. Rồi chị Thảo Trắng sẽ vẽ ngôi nhà có độ xiên nữa đúng không? Rồi chị Thảo Trắng lại tiếp tục xóa những nét thừa đi. Rồi tiếp theo chị Thảo Trắng sẽ vẽ cửa chính của ngôi nhà và cửa sổ. Chị Thảo Trắng sẽ chọn màu nâu để vẽ cửa chính của ngôi nhà. Chị Thảo Trắng sẽ vẽ cửa chính ngôi nhà ở bên này.
Rồi cũng là dùng những đường thẳng để vẽ nha. Rồi cho trắng hoàn tất lại. Rồi đây chỉ tờ trắng này vẽ tiếp rồi nha. Tiếp tục chỉ tờ trắng sẽ vẽ ngôi nhà này có hai cánh cửa, chia đôi cánh cửa này ra được hai cánh cửa. Rồi tiếp theo chỉ tờ trắng sẽ vẽ cửa sổ của ngôi nhà ở bên này, đúng không? Cũng là những đường thẳng. Rồi chỉ tờ trắng lại xóa đi những nét thừa nhá. Rồi cho cửa sổ mình nó có hoa văn tí đi, tờ trắng xóa nó hơi bị xiên đi tí, đúng chưa nào? Rồi thế là chỉ tờ trắng đã hoàn thành ngôi nhà khung chữ nhật, có mái hiên, có mái tam giác, có hai cửa chính, một cửa sổ. Và tiếp theo là chị Thỏ Trắng sẽ vẽ những công cụ nghệ thuật để vẽ cỏ xung quanh ngôi nhà nha. Rồi chị Thỏ Trắng sẽ vẽ ông mặt trời ở đằng xa này. Rồi chị Thỏ Trắng sẽ dùng hình bầu dục vì ở đằng xa cho nên là hình ông mặt trời sẽ không được tròn lắm, đúng không? Nó sẽ hơi nhăn nhó, chị Thỏ Trắng sẽ dùng hình bầu dục nha. Ông mặt trời đằng xa này. Đấy. Ông mặt trời là có màu đỏ đúng không? Chị Thỏ Trắng sẽ đổi lại màu đỏ. Rồi. Rồi ông mặt trời đằng xa màu đỏ này. Có ở trong màu vàng đúng không? Chị Thỏ Trắng sẽ chọn công cụ sơn này, hình màu vàng ở trong này. Rồi ánh nắng màu vàng đúng không? Đấy, chị Thỏ Trắng vẽ được ông mặt trời đằng xa. Tiếp theo chị Thỏ Trắng sẽ dùng công cụ ma thuật vẽ cầu vồng nữa nha. Cầu vòng này thì nó thả thêm bớt bao nhiêu là những tảng đá nha xung quanh ngôi nhà. Cho nhiều cỏ vào. Thế là chị Thỏ Trắng đã vẽ xong ngôi nhà này, có cây cối xung quanh này, cỏ này, và có ông mặt trời đằng xa, và có cả cầu vồng nữa. Chúc các bạn nhỏ của chúng ta sẽ vẽ được ngôi nhà theo ý muốn của mình nhé. Chị Thỏ Trắng xin chúc các em một buổi tối thật là vui vẻ. Xin chào.